một tuyệt phẩm nha quý khách. Lâu lâu em được một cặp hai cái ha, em chưa test thử. Rồi ok, em test trước cái này. Em là Sanyo CD, đổi là DVD, CD, MP3, Lin, Tab. Chỉ có đài là em thử không được, lý do bị cắt đứt sợi dây rồi ha, đài á. Rồi ngoài ra là full chức năng hết nha. Hiện giờ em đang hát ngõ Lin đó ha. Lin nè, mời quý khách thưởng thức thử nè ha. Rồi giờ em giảm và bấm nút này ha, chuyển qua FM nè, tại vì em không có dò đài được á, nó không có nút dò đài để thử coi. Không phải nó không có cái anten, bị cắt đứt dây anten rồi. Nói chung là cũng tạm được nha, nó nói với anten là sao được. Cái này là AM, AM thì nói chung là đài đi. Cái này là DVD CD ha. Giờ em đang test luôn đó. Cái đĩa này nó xấu dữ lắm luôn mà nó còn hát được. Em chỉ nhá hình à video thôi nha, tại vì nó đụng bản quyền á. Nhận nè, nó đụng bản quyền, nó không cho hát nha quý khách, nó không cho em đăng á. Đó một tiêu rồi. Ủa rén đi rồi chết mà bấm sao thâu rồi. Xin tì xin tì. Em tắt coi. Cái nãy là đang thâu rồi, rồi sao bấm thâu rồi. Rồi nè. Gì chấm lâm chân trời. Nè, CD ha. Rồi quý khách thông cảm giùm em nghe, hát nó đụng bản quyền không cho em đăng nha. Rồi CD họ ok nè. Giờ táp nè. Táp là bên đây bắt băng nè. Rồi ok ha. Và chở qua Lin nè. Có thể mình kết nối USB được á. Ủa Bluetooth, mình chơi Bluetooth vô được không quý khách? Đâu rồi, sao nó ngừng hát rồi. Rồi hết rồi. Rồi ok nha. Rồi con này là hát được cổng quan nè ha, ga tùm lum chân nè, hai ngõ vô nè, hai ngõ anten, hai ngõ lo nè, cái anten nè, anten nè, FM AM nè, thấy không, nó bị đứt nè, em cũng không làm luôn nè. Rồi chuẩn nha quý khách, cô chú anh chị em nè, thật sự có nhu cầu mua dùng xài thì liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok qua số điện thoại 0939 396 480 ha. Em xin nhắc lại cái con Sanyo này không là 300.000 nha. Rồi em xin cảm ơn và chào tạm biệt.